Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6 thì Xuân Đình lại về được một cái cặp loa rất là độc để phục vụ cho các bác phối ghép về những bộ âm thanh. Bên cạnh đó thì Xuân Đình sẽ giới thiệu cũng như bán cho các bác một cái bộ PAL Mono Block của hãng Nopa, model của dòng là S100. Đây là cặp PAL của một bác khách có nâng cấp sang âm ly và cái giao lưu với Xuân Đình, thì Xuân Đình cũng đang bán cho các bác. Bác nào có nhu cầu cũng như cần chơi một cái bộ PAL công suất lớn thì cứ alo trực tiếp với Xuân Đình, giá thành thì rất là mềm mại. Hôm nay thì các bác chỉ cần ghép thêm một chiếc vang hoặc là ghép thêm một cái dè tốt một chút, âm sắc nó hay một chút thì các bác chơi những bộ này rất là tuyệt vời. PAL Mono Block này rất là khỏe, mỗi một bên này là chạy 8 sò than, 4 tụ lọc nguồn và 1 cuồn xuyến. Cái quan trọng nhất của dòng này thì nó là sử dụng điện 220 nên rất là tiện dụng. Đấy, và dòng này thì giá lại rất là rẻ vì đây là hàng đã qua sử dụng tại Việt Nam, khách hàng nâng cấp thì cũng như giao lưu với Xuân Đình thì Xuân Đình đang lên để giới thiệu đến các bác. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay chi tiết cũng như báo giá cho các bác về hai cái sản phẩm này. Đặc biệt là có cái cặp loa rất là độc đáo. Cặp loa này là cặp loa Kailai. Trong này là của Đan Mạch. Sử dụng là một bát 20 ở bên hông. Trước mặt này nó là hai trung trầm 16 gân cao su màng. Màng này là màng kim loại lõm. Đấy. Nhìn cái dòng này thì nó rất giống so với những cái dòng loa của châu Âu, như những dòng loa Lapone hoặc là những dòng loa đắt tiền của Pop Audio. Cặp này thì nó có tên là Skyline, hàng của Đan Mạch. Xuân Đình sẽ tháo hẳn củ loa ra cho các bác xem luôn về củ loa. Thiết kế thì rất là sang trọng. Thùng của dòng này thì kiểu dáng nó vắt vát, hơi hướng ngửa phía bên trên, và dạng loa là dạng loa cây cột. Giá tiền thì rất là mềm mại. Bác nào có nhu cầu thì alo cho Xuân Đình. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ mở một chiếc loa ra để các bác xem về cái củ loa cũng như hệ thống phân tần. Sau đó thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác về hai cái bộ PAL Mono Block. Đấy, rất là chất lượng luôn. Và đây thì Xuân Đình đã đẩy ngửa một chiếc loa, tháo củ loa cho các bác xem về cái cặp loa Skyline này. Dòng này rất là chính là gấu luôn. Thương hiệu này là thương hiệu đến từ Đan Mạch. Từ tép đôm. Đấy, dòng này ra đời từ năm 2002, ADS800L trở kháng 8 ohm. Hôm nay công suất, đây là cái thương hiệu của loa. Đấy, còn công suất maximum trong này chịu tải đến 250W, rất là khỏe. Ở đây là hai trung trầm ở phía trước, còn ở bên hông này thì có một cái bát 20. Đây. Đây. Đây là một bát 20 ở bên hông. Đấy, mở cái căng này là có sẵn rồi. Trong này thiết kế loa rất là đẹp. Cái phần mặt này thì nó được dán một lớp đề can bằng da tem. Hai bên cạnh này thì được ốp gỗ, màu gỗ, vân gỗ rất là đẹp. Cái kiểu dáng của dòng này giống như những dòng loa của Avalon, dòng loa đắt tiền. Hình thức dòng này rất là hay, thì dạng toàn bộ đều là bát thật hết, chứ không có bát cộng hưởng hay bát giả gì cả. Thì hệ thống phân tần của dòng này cũng rất là gấu luôn. Loa thì rất là chất, còn nguyên zin, tiếng cứ rất là hay. Dòng này thì công suất chịu tải tốt 250W. Đấy. Còn đây là chiếc loa khi đã lắp ráp vào thì nó sẽ đẹp như thế này. Nói chung là loa cũ thì nó vẫn có chảy xước, không tránh khỏi được. Quan trọng nhất là bán cho các bác thì cứ có như nào thì tả đúng như vậy. Thùng không có bị bể nở gì cả, còn nó chảy xước thì không tránh được. Doanh nghiệp vận chuyển chỉ chảy xước nhẹ tí tí dưới chân. Và quan điểm của Xuân Đình cứ bán cho các bác là hàng nguyên zin tuyệt đối, đã test hoạt động tốt thì đang bán cho các bác. Đây là góc cạnh cổ loa. Cổ loa rất là chắc chắn. Loa này thì có kích thước chiều cao là đạt 1m, chiều ngang 23 và chiều sâu của loa là 30. Cấu hình của loa là một bát bên hông 20, hai trung 16, 18 ở trước mặt này. Trung gân cao su rốn của nó rốn kim loại và một tép đôm. Còn này thì các bác nghe hay, bày cũng rất là đẹp, và thậm chí các bác cũng có thể nghe ngao karaoke ra đây. Với những dòng loa này thì dòng loa toàn là những dòng chịu tải công suất lớn. Hình thức đẹp, căng cước còn đầy đủ. Đây là cái e căng, khi các bác đóng nó vào, hệ Xuân Đình
Đấy, giáp luôn nha các bác, khi các bác đóng nó vào. Đấy. Cái kiểu dáng nó hơi ngửa về phía trước nên nhìn cái loa rất là sang trọng, đẹp. Dòng này rất dễ phối ghép với âm đi, các bác có thể ghép tốt cho đỉnh vào những dòng âm đi như sân xui, công suất lớn như những dòng 6-7 hoặc là 7-7, hoặc là những dòng Pioneer như 7800 trơn, 7800 mắc đôi hoặc 8800, đánh những cặp này rất là tuyệt vời. Dòng này thì khá là hiếm trên thị trường. Sky, model của nó AD800SL, 8 ohm 250W. Cửa hàng xuất đỉnh bán giao lưu với các bác cặp loa này mức giá là 5.800.000 đồng. Cặp loa cây của Đan Mạch rất là chất lượng, mức giá là 5.800. Một bát 20 ở hai bên hông này, mỗi một chiếc có một bên. Mỗi một bên có một chiếc, và trước mặt của nó là hai bát 18 trung trầm. Một tép tiếng rất là tốt, chơi được đa thể loại nhạc, bát đánh rất là lực. Chơi rất tốt, phòng 30-40 mét vuông, hình thức đẹp. Đấy, mức giá chỉ có 5.800.000. Còn ở phía đằng sau này là bộ Molo Block mà Xuân Đỉnh giao lưu với bác khách, thì Xuân Đỉnh cũng quay cũng như báo rõ để tình trạng. Hay các bác nào mà cảm thấy hợp lý mà các bác mua được thì các bác cứ alo cho Xuân Đỉnh. Cái size bề ngang này thì nó thiết kế là size khoảng độ tầm 30. Và Xuân Đỉnh cũng đo áng áng cho các bác là size 30. Mặt của nó là mặt phay nhôm rất là dày. Model của dòng này là Nopa S100. Đấy. Dòng này thì nó thiết kế theo dạng Molo Block. Mỗi bên này thì sử dụng là 8 sò. Thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết từng chiếc một. 8 sò than. Đấy, ở phía bên cạnh có bên 8 sò than. 4 tụ đầu nguồn và một nguồn xuyến. Sử dụng điện là 220V. Đây là cái đường rắc tín hiệu âm thanh vào. Đấy. Đây là cái tên của nó này. Dòng này thì nó là của hãng Colombia sản xuất, chính là của hãng DeLong ấy, DeLong Colombia. Điện 220V rất là tiện dụng. Trở kháng đánh của dòng này thì từ 4 ohm, và dòng này đánh theo dạng hai cầu AB hoặc đánh theo dạng B-Way cũng rất là tuyệt vời. Sướng nhất vẫn là điện 220. Nguồn xuyến 4 tụ lọc nguồn rất là gấu. Đây, Xuân Đỉnh cứ quay chi tiết cho các bác. Nói chung là chất máy thì khá là đẹp. Còn đồ cũ thì đây là hàng của bác khách nâng cấp, thì tất nhiên thì nó cũng có những cái vết gọi là chảy xước nhỏ. Nhưng những cái model này thì nó khá là ít trên thị trường. Dòng này về thì tình trạng của nó là cái phím bật tắt nguồn này, thì bác bảo là từ trước mua nó đã rơi mất rồi. Thì các bác để ý kỹ là nó có một cái chụp ở bên ngoài nhưng nó rơi mất rồi, còn nó vẫn sử dụng được bình thường. Bên này thế này. Bác cứ đưa tay. Tắt bật vẫn đóng nghe bình thường hết này. Đây. Trên bên này cũng vậy này. Đã test tiếng vẫn hoạt động bình thường. Dòng này thì công suất khá là lớn vì mỗi một vế nó chạy đến 8 tổ than, 4 tụ lọc nguồn và 2 nguồn rất là khủng. Máy móc đây đằng sau cầu loa. Điện 220. Bộ Power Molo Block này thì cửa hàng Xuân Đỉnh giao lưu với các bác mức giá chỉ có 5.000.000 đồng. Bộ rất là chất, Power Molo Block của hãng Endopa của DeLong sản xuất. Mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là dày, chiều cao của nó khoảng tầm 19-20, cái chiều dày của này. Nếu tính cả chân nó là 20, còn bề ngang của nó khoảng tầm 29-30. Máy rất là dày dặn, đẹp. Dòng này thì rất là khỏe, các bác chơi rất tốt những cái dòng loa bát 2530. Thực ra những dòng này thì Xuân Đỉnh cũng không phải là chuyên chơi về những cái dòng Power Molo Block. Các bác nào mà đang thích những dòng công suất lớn, khỏe thì đây là một trong những cái dòng rất là chất lượng. Vì Xuân Đỉnh đã test cho các bác thì đang này, ghép qua một cái đường Prius của chiếc âm này Y77 này. Nhích cái 1-2 số này là đánh đã rất là hay rồi. Đây, Xuân Đỉnh cắm trên một cái điện thoại test cho các bác. Nhích nhẹ một này thôi. Vì đây là tránh bản quyền, Xuân Đỉnh chỉ cần các bác chỉ cần để ý Xuân Đỉnh nhích xuống. Rất là khỏe. Bộ Power Molo Block của hãng Nopa, của hãng DeLong sản xuất, model của nó là S100.
Đấy, mỗi một vé này là chạy 8 sò, 4 tụ lọc nguồn và một nguồn xuyến rất là gấu. Mức giá giao lưu với các bác chỉ có 5 triệu đồng. Đây là hàng đã qua sử dụng, còn là chất lượng thì khá là tốt và tiếng thì rất là lực. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đình theo số điện thoại trên bài. Cảm ơn các bác theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.